Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh cập nhật tin tức về các cô sao showbiz. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Người hâm mộ xứ Trung đang xôn xao bàn tán vì một clip cực hot được đăng tải trên trang QQ tối ngày 23 tháng 12. Nguồn tin trong giới khẳng định chắc nịch, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã quay trở về bên nhau sau 8 tháng ly hôn cùng vô vàn drama. Cặp đôi quyết định cho nhau một cơ hội nữa để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tên của clip do trang QQ chia sẻ có tựa đề Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hôn rồi, thời gian đám cưới đã được định vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Trong clip này, phóng viên chia sẻ về việc cặp đôi sẽ tổ chức một siêu đám cưới hoành tráng tới mức kinh thiên động địa. Nguồn tin cũng cho biết thêm hai vợ chồng quyết định làm đám cưới vào ngày này vì muốn có một khởi đầu hoàn toàn mới cho câu chuyện tình yêu của mình. Về lý do vì sao Triệu Lệ Dĩnh đồng ý tái hôn, trang QQ cho biết nguyên nhân là bởi nàng Sam Sam lo lắng cho cậu con trai Tưởng Tượng. Cô mong muốn quý tử có thể lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nhận được tình yêu của cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên, đây vẫn là những thông tin do phía truyền thông xứ Trung đưa ra, mỹ nhân họ Triệu và chồng cũ vẫn chưa đưa ra bất cứ một phản hồi nào. Nếu tin đồn là thật thì đám cưới của Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn sẽ là sự kiện hoành tráng và ấn tượng trong lịch sử showbiz Hoa ngữ. Có lẽ khán giả mê phim Trung đã quá quen với việc địch lệ Nhật Ba cứ xuất hiện là sẽ gây sốt mạng xã hội với hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Từ việc tham gia các lễ trao giải đến các sự kiện lớn nhỏ khác, mỹ nhân Tân Cương đều khiến cư dân mạng và người hâm mộ trầm trồ về nhan sắc xinh đẹp của mình. Tại sự kiện của nhãn hàng do cô làm người đại diện được tổ chức vào chiều ngày 23 tháng 12, địch lệ Nhật Ba lộ diện với hình tượng xinh đẹp xuất sắc. Cô nàng diện một chiếc đầm dài có phần đính kim sa nổi bật, kết hợp với một chiếc áo lông. Về kiểu tóc thì lần này không quá cầu kỳ nhưng đủ để khoe trọn gương mặt thanh tú của mỹ nhân Trường Ca Hành. Từ khi xuất hiện, địch lệ Nhật Ba đã khiến những khán giả ở đó trầm trồ về nhan sắc. Cô nàng luôn nở nụ cười tươi, ánh mắt thân thiện với tất cả mọi người. Đó là lý do mà địch lệ Nhật Ba thu hút đa dạng lứa tuổi khán giả đứng lại xem sự kiện, dường như tất cả đều chậm lại một chút trước nhan sắc kiều diễm này. Phản ứng của khán giả khi chiêm ngưỡng những hình ảnh của địch lệ Nhật Ba tại sự kiện, gọi nhan sắc của Nhật Ba là ghế vì nó đỉnh khỏi cân bàn, đẹp bất chấp can thường. Trước nhan sắc này thì có lẽ ai cũng phải đứng lại ngắm, ngắm nữa và ngắm mãi. Ngắm mãi không chán là có thật. Mỗi lần cô ấy tham gia sự kiện đều thật sự mong chờ, mỗi lần xuất hiện đều là hình ảnh mới mẻ hút người nhìn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hoa. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!